Lý Mục Khoa, ông Hoàng push nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ, đánh bại đạo diễn Ngọc Cốt Giao chỉ trong một cảnh quay. Bành Tiểu Nhiễm lộng lẫy trong Đông Cung. Khai quật Mỹ Nam Ngụy Đại Huân. Bất ngờ luôn bà già, hé luôn bà già. Đưa loạt sao nữ tầm thường trở nên xinh. Những bộ phim do Lý Mục Khoa làm đạo diễn luôn mang đến thước phim đẹp mắt, đặc biệt là các diễn viên cũng được cộng thêm vài phần nhan sắc. Không ít lần các blogger đem phim của Lý Mục Khoa ra so sánh với các bộ khác, cho thấy dù cùng là gương mặt của diễn viên đó, nhưng hiệu quả lại mang tới hoàn toàn khác. Khiến khán giả ấn tượng nhất phải kể đến Đông Cung. Những thước phim đẹp như mơ trong bộ phim này đã làm người xem phải mê mẩn. Từ cảnh Tiểu Phong thả dáng trên thảo nguyên đến khi lên kiệu hoa trở thành thái tử phi đều được Lý Mục Khoa vô cùng chăm chút. Đặc biệt, nhan sắc của Bành Tiểu Nhiễm trong bộ phim này đẹp xuất sắc. Cái này chắc chắn là công của đạo diễn Lý Mục Khoa, bởi cùng là Bành Tiểu Nhiễm nhưng khi đóng phim khác như Quân Cửu Linh hay Người Trong Mộng Xuân Khuê đều không thể đẹp bằng, dù cô có khá nhiều tạo hình rực rỡ. Một ví dụ khác cũng chứng minh cách Lý Mục Khoa bắt góc quay giúp diễn viên thêm phần tuyệt sắc, đó là sau cảnh của Ngọc Cốt Giao và Đông Cung. Cùng một phân cảnh, cùng một góc quay, nhưng Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung đẹp hơn hẳn, còn Nhậm Mẫn ở Ngọc Cốt Giao thì lạ lắm. Bên cạnh Bành Tiểu Nhiễm, đạo diễn Lý Mục Khoa thực sự mát tay trong việc push nhan sắc các diễn viên. Cảnh Điềm thật ra đẹp sẵn rồi, nhưng qua bàn tay của vị đạo diễn này lại xuất sắc hơn hẳn. Trở thành nữ chính của Tư Đằng do Lý Mục Khoa làm đạo diễn, Cảnh Điềm lên hương hơn hẳn. Cô không chỉ đẹp, diễn tốt, mà mỗi phân cảnh đều khiến người xem phải suýt xoa vì quá hoàn hảo từ khung cảnh đến góc máy. Ngoài ra, xem phim của Lý Mục Khoa thì khán giả chắc chắn không cần lo về phần nhìn, bởi nữ chính lẫn nữ phụ đều rất được chăm chút. Mạnh Tử Nghĩa trong bộ Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng cũng được khen ngợi hết lời bởi vẻ đẹp của mình. Cô nàng thật sự lên hương nhan sắc khi tham gia bộ phim này. Nàng A Nhược trong Hậu Cung Như Ý Chuyện do Tăng Nhất Huyên đảm nhận hồi đó nhan sắc bình thường là thế, qua phim của Lý Mộc Khoa là thăng hạng liền. Hay Phạm Trinh, nữ diễn viên thủ vai Tuyết Tam Nguyệt trong Ngự Giao Ký cũng bị phong ấn nhan sắc với bộ đồ đen cùng lớp make up như có như không, nhưng tham gia phim của Lý Mộc Khoa thì vị đạo diễn này lập tức push nhan sắc cho cô, trở nên quyến rũ đầy mị hoặc. Một trường hợp làm dân tình phải suýt xoa, đó là Ngụy Đại Huân. Không ngoa khi nói rằng, chính Lý Mộc Khoa đã khai quật được vẻ đẹp mỹ nam của anh chàng sau khi bị chôn vùi trong các show truyền hình. Hóa thân thành Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân làm ai nấy đều ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa vì không nghĩ Cbiz vẫn còn nam thần điển trai cao lãnh thế này.